Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đến hẹn lại lên, một năm chúng ta chỉ có một kỳ thôi các bạn, đó là tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn. Theo quan điểm của dân gian ta ngày xưa thì tháng 7 là tháng của những điều kiên kỵ. Là kiên kỵ ở đây là giống như là ông bà ta nói là ăn rồi ở nhà ngủ thôi. Nhiều khi mà bước ra, trước khi bước ra khỏi nhà thì cũng phải xá ba cái rồi bước ra khỏi cửa. Thì với cái quan điểm đó thì Duy nghĩ là so với cái thời đại mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế này thì Duy nghĩ nó sẽ không còn phù hợp với số đông của những người hiện đại nữa. Nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến một số người. Thì cái việc mua nhà, mua xe thì Duy nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng luôn. Cho nên là nếu mà quý khách hàng mà có quan tâm mà mua cho mình một chiếc xe để đi hoặc là mua cho gia đình, cho công ty thì có thể nói đây là tháng 7 là cái tháng mà đặc biệt nhất trong năm, vì hầu hết tất cả những cái hãng xe đều tung ra những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt nhất có thể để kích cầu với người tiêu dùng mua xe trong tháng này. Và Mercedes Phú Mỹ Hưng bên Duy cũng sẽ không ngoại lệ các bạn nhé. Thì hiện tại bên Duy đang có rất là nhiều những cái mẫu xe mới, những mẫu xe vừa mới ra mắt cũng như là những cái mẫu xe với số lượng cực kỳ giới hạn, và bên Duy có thể giao ngay với những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ đặc biệt, với những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ đặc biệt. Vì vậy mà quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho Duy qua số điện thoại là 0914653979 để tiến hành các thủ tục ngay và luôn. Các anh chị cứ mạnh dạn đặt vấn đề với Duy. Ví dụ anh đang muốn mua chiếc xe Mercedes-Benz C200 và anh lấy liền trong tháng này, thì Duy xem có chương trình khuyến mãi gì đặc biệt nhất có thể, thì Duy cứ cho anh chị biết để anh chị sẽ tiến hành luôn. Thì bằng mọi giá Duy sẽ đấu tranh với sếp bên Duy hoặc là đấu tranh với công ty để làm sao có một cái giá đặc biệt nhất có thể, mà cái giá này Duy đảm bảo là những cái ngày thường hoặc là những cái tháng trước đó thì Duy sẽ không làm được. Và để kết thúc video ngày hôm nay thì Duy sẽ mời các anh chị và các bạn xem một vòng cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Có rất là nhiều những cái mẫu xe mới, những cái mẫu xe rất là đẹp và hiện đại nhất của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.